Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video trước, KTV đã chia sẻ với quý vị cách để quay màn hình điện thoại iPhone. Tiếp theo video này, KTV sẽ chia sẻ với quý vị một số thủ thuật cần thiết khi sử dụng điện thoại iPhone. Rồi, thủ thuật thứ nhất là đồng bộ dữ liệu sang một cái thiết bị iPhone khác. Quý vị vào cài đặt này. Quý vị tìm đến cái phần danh bạ. Rồi quý vị vào tài khoản này. Quý vị chọn thêm tài khoản. Thì quý vị có thể nhập dữ liệu bằng tài khoản iCloud, Google hoặc là Outlook hoặc là Yahoo. Mỗi khi quý vị thay đổi điện thoại thì quý vị chỉ việc nhập lại cái tài khoản mà quý vị nhập ở cái điện thoại cũ, thì tất cả dữ liệu sẽ được nhập và chuyển sang cái thiết bị iPhone mới. Ok chưa? Rồi, thủ thuật thứ hai ví dụ ở đây, KTV sẽ truy cập một trang web và KTV đang ở cuối trang này. Thì quý vị chỉ cần một thao tác, quý vị bấm vào cái đồng hồ giờ đây này, thì tự động nó sẽ trở lại cái trang đầu. Ok chưa? Rồi, thủ thuật thứ ba là quý vị có thể xóa toàn bộ các tab. Quý vị giữ vào cái biểu tượng phía bên dưới góc phải màn hình này. Đó. Thì quý vị chỉ việc chọn đóng tất cả các tab. Thì tất cả các tab này sẽ được đóng. Ok chưa? Đó. Đóng. Rồi, thủ thuật tiếp theo là duyệt web ở cái chế độ riêng tư. Quý vị cũng chọn vào cái biểu tượng phía bên dưới góc phải màn hình này. Quý vị chọn riêng tư. Ok chưa? Thì đây, đây là một cái chế độ bảo mật rất là tốt này. Chế độ duyệt riêng tư, Safari sẽ không ghi nhớ các trang bạn đã truy cập, lịch sử tìm kiếm hoặc thông tin tự động điền của bạn sau khi bạn đóng tab trong chế độ riêng tư. Đó. Cái phần này là để bảo vệ cái thông tin cá nhân cũng như là cái lịch sử truy cập của quý vị này. Ok chưa? Rồi, thủ thuật tiếp theo là xóa chữ, xóa số ở trên cái bảng tính. Quý vị hãy vào cái máy tính. Ok chưa? Vào máy tính này. Thì quý vị hãy đánh số này. Ví dụ quý vị muốn xóa cái số đằng cuối này này, thì quý vị chỉ việc vuốt màn hình từ bên phải sang bên trái này, nào nó sẽ xóa. Bây giờ KTV sẽ vuốt một phát này. Đó, sẽ xóa số 5. Vuốt phát nữa sẽ xóa số 4 này. Ok, đó. Vuốt một phát, vuốt một phát. Ok. Rồi, thủ thuật tiếp theo, quý vị hãy vuốt màn hình từ phía dưới lên để truy cập nhanh các ứng dụng này. Ở đây có một cái chế độ không làm phiền. Quý vị có thể chọn vào đây này. Đó, đã bật chế độ không làm phiền. Ok chưa? Thủ thuật tiếp theo là thêm các phím tắt vào cái phần truy cập nhanh này. Quý vị vào cài đặt này. Quý vị tìm đến cái phần trung tâm điều khiển này. Đó, thì quý vị có thể bấm một cái dấu cộng màu xanh ở các nút trong danh sách phía dưới này để thêm nó vào cái phần truy cập nhanh. Đó. Ok chưa?
Ví dụ KTV muốn thêm cái máy tính này, vào cái phần truy cập nhanh, KTV sẽ bấm một cái dấu cộng này. Đây thì nó sẽ lên trên này. Đó, máy tính này. Đây, bây giờ KTV sẽ vào xem. Đó, thì cái máy tính nó sẽ lên cái phần truy cập nhanh đây. Thủ thuật tiếp theo là sạc pin nhanh với cái chế độ nguồn cấp pin thấp. Quý vị vào cài đặt chọn pin này. Quý vị hãy bật cái chức năng chế độ nguồn điện thấp để sạc sẽ nhanh hơn. Ok. Rồi, thủ thuật tiếp theo. Thêm những địa chỉ website mà bạn yêu thích này. Quý vị muốn lưu một cái địa chỉ website thì quý vị chọn này, cái mũi tên phía bên dưới này, ở giữa này. Rồi, quý vị chọn thêm vào mục yêu thích này. Đó. Thì mỗi lần, những lần sau quý vị truy cập thì nó sẽ ở cái màn hình chính này. Ok chưa? Thủ thuật tiếp là chụp hình màn hình. Quý vị chụp nhanh cái màn hình. Đó. Và đánh dấu chụp này. Quý vị chọn luôn này. Quý vị chọn cái biểu tượng để chỉnh sửa này. Đó, quý vị chọn màu. Ok chưa? Quý vị đánh dấu vào. Rồi, thủ thuật tiếp là quý vị copy nhanh một đoạn văn bản này. Copy này, sao chép này. Quý vị vào cái ghi chú này. Rồi quý vị dán thêm nó vào. Thêm này. Thì ở đây quý vị có thể di chuyển, giữ này, giữ cái phím. Quý vị muốn chỉnh sửa cái đoạn văn bản này thì quý vị hãy giữ và di chuyển này, nó sẽ chạy đến cái điểm mà quý vị muốn chỉnh sửa. Ok chưa? Hoặc xóa này. Đó. Kéo lên, kéo xuống này, xuống này. Đó, quý vị muốn sửa cái đoạn văn bản nào thì quý vị đặt ở cái đoạn đó. Ok chưa? Đó. Rồi, KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.